lại thì sô cô la lại. Không mà hát to ra. Ừ, làm gì có chuyện. Sô cô la sao cho sô nữa. Sô ơi, về nhà thôi, muộn rồi. Em muộn à? Thôi, về thôi. Gia đình ngọt ngào hơn cả sô cô la. Ba 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 ma 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 ba 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 ma 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 sô cô la này. Bánh xốp phủ kiếp kép sô cô la. Lại thì sô cô la. Chị thấy chị đi em cứ la 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 sô cô la. Chị thấy em rút ra cái là chị phải chơi luôn. Ủa, loại mới à? Ui, sao đây đi nắng lắm. Ui, sao lại này nhớ. Ui, mình tính, mình tính. Trời ơi á, à, lần nào á, à, chị biết ngay mà. Em đi sang nhà chị á, à, kiểu gì cũng có cái gì hay ho. Ra đây ngồi cho mát. Trời ơi, này, sao lại có bánh sốt phủ kít kết à em? Ngồi đây, trời ơi, ngồi đây. Ui, đúng là ngọt ngào, lại đúng là chị thấy không có gì ngọt ngào bằng sô-cô-la đúng không? Đúng là gia đình ngọt ngào như là sô-cô-la. Trời ơi, chị sẽ bóc ra. Bên trong của nó ngạc nhiên luôn. Tròn xe à? Tròn xe như hạt bi. Đâu, toàn tròn xe thôi đúng không? Em ăn đi, xem là có đúng ngọt ngào không? Quá, của chị cao hơn. Bánh xốp sô cô la phủ ngoài thật luôn. Nhắm đi, nhắm đi. Ngon thế. Chỉ có thua là biết chị thích sô cô la thôi. Thua, hát mồm anh kìa bà. Ngờ mà đây. Hát mồm á. Nó sẽ phi vào. Ngờ nữa đấy. Một hạt sô cô la sẽ rơi từ trên cao xuống. Ôi trời ơi, phí mất một viên rồi. Rơi xuống đất rồi, không ăn được nữa. Đây một viên. À nhá, chị sẽ làm ảo thuật cho Su xem. Su nhắm mắt lại. Su nhắm mắt, à không, Su mở mắt ra. Đây nhá. Su nhìn nhá, tay chị không có gì đúng không? Rõ ràng không có gì đúng không? Chị lướt qua đầu Su một cái, không có gì đúng không? Chị lướt cái nữa. Có một hạt luôn. Siêu chua. Chị cứ lừa được em à? Hả? Em chiều quá à, thông minh quá à. Bảo sao thông minh cho nắm vào lên người nó bé tí biết tẹo lắm. Khoai em ăn đi. Em chứng lên quá. Há mồm à. Há to ra. Ừ, làm gì có chuyện. Sô cô la sao cho sô nữa. Sô ơi, về nhà thôi, muộn rồi. Em muộn à? Thôi. Chị về thôi. Ai là chị? Về đây muộn rồi, con đang đi xe đi ba đèo, về nhanh lên. Nhanh lên, muộn rồi, con đi học tiếng Anh nữa cơ. Ủa dồi, nhanh lên. Em về nhá, bye bye anh nhá. Lần sau lại ăn nữa nhá. Trời, hôm nào cũng thế, bố em lúc nào cũng hỏi kinh. Suốt đi học. Đi học làm gì nắm nhỉ. Học, thôi, em đi về. Về ông mẹ mắng chết. Lại về muộn. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.